Bánh Tiêu xin kính chào các chị em chú bác trong nước ngoài nước. Hôm nay Bánh Tiêu lại mời cô Tuyết Mai ở An Giang nha cả nhà, xuống với Biên Hòa để quay hát dạy bài cho các khán giả thưởng thức. Rồi cô chào, con chào cô nè. Dạ, cô xin chào ca sĩ Bánh Tiêu. Cô là Nguyễn Thị Tuyết Mai, cô ở An Giang. Nay con tới đây cô xin tặng cho bài hát Ngỏ Hồn Qua Đêm, mời anh chị em trong nước và ngoài nước cùng lắng nghe. Chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới, theo cánh quân anh đóng ven lưng chừng đôi, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường. Sầu thương thế nhân, hồn run tìm thức quay trong vùng thương nhớ. Lén lén đưa anh qua bến mộng ngày xưa. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh. Trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối. Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời. Ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phải nhạc hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Trái sầu dùng nửa đêm nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối. Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời. Ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phải nhạc hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Tình yêu ngàn năm không phải nhạc hương sắc. Cuộc đời này rồi, hay quá. Mong khán giả yêu thích giọng hát của cô, ủng hộ cho cô nhiều nha. Dạ, xin cảm ơn tất cả anh chị em.